cái quan trọng nhất đó là cái việc mà có mổ lên đấy không. Hai ba. Chào các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với kênh YouTube của Tuấn Trung Tá. Đây là chiếc DJI Osmo Pocket, một cái thiết bị gọi là gimbal 30 mà nó bé một tí xíu, bằng có to hơn ngón tay cái một tí xíu và gây sốt trong thời gian vừa qua. Nó rất là thích hợp cho anh em làm vlog các kiểu, rất là tiện lợi. Chúng ta có thể nhét túi đi khắp nơi. Và cái thứ hai đó là chiếc Flycam DJI Spark giá rẻ nhất trong cái đám DJI. Hôm nay chúng ta sẽ chơi thử thách tiếp tục, đó là lần trước chúng ta đã thử gắn con GoPro 7 Black vào đây nhưng mà mình gắn quá nhiều phụ kiện cho nên nó đã rớt mấy lần luôn. May mà không sao. Hôm nay chúng ta sẽ biến chiếc Flycam DJI Spark này trở thành một chiếc máy có thể quay được chất lượng 4K 60 frame hình trên giây. Bản thân chiếc Spark này thì nó chỉ quay được Full HD 30 frame trên giây. Nó cũng khá là chất lượng, chỉ có đủ dùng cho chúng ta những việc như là mạng xã hội này nọ. Còn mà khi chúng ta biến lại thì thành cái này vì bởi vì chúng ta đã có những cái thứ này sẵn. Ok, thử thách thôi. Và hôm nay mình sẽ cho chiếc Spark này cẩu chiếc Osmo Pocket này lên và sẽ quay thử chất lượng 4K 60 frame hình trên giây xem nó như thế nào nha. Cái quan trọng nhất đó là cái việc mà có cẩu lên đấy không thì mình cũng không biết, phải thử thôi. Để chúng ta sẽ bật nguồn chiếc Pocket này lên, nó sẽ như thế này. Ok, và cũng hơi mạo hiểm bởi vì mình không rõ là nó sẽ như thế nào, sẽ hướng ra sao và có nguy hiểm hay không. Thôi thử thôi các bạn, bởi vì cái gì cũng phải thử. Xem nào. Rồi, khi bật nguồn lên thì chiếc máy quay nó sẽ về vị trí như thế này nhá. Và cái màn hình nó ở phía sau. Và khi chúng ta gắn vào đây, nó phải như thế này, chứ nếu như thế này thì nó sẽ bị vướng cái camera của thằng DJI Spark. Mình sẽ lấy băng keo và dán vào kiểu như thế này. Chúng ta muốn quay mà quay tới thì chúng ta sẽ bay giật lùi, mà chúng ta muốn quay lùi thì sẽ bay giật tới. Đây, nó sẽ kiểu như thế này, nó hợp lý hơn. Các bạn thấy có hợp lý không ạ? Rồi, mình sẽ tắt nha. Tắt cái pocket này và lấy băng keo quấn lại. Ok, mình đã chuẩn bị một ít băng keo để có thể quấn lại. Xem cuộc chơi của chúng ta nó sẽ như thế nào. Chiếc DJI Spark này thì giá thành ở thị trường hiện nay nó tầm khoảng mười mấy triệu. Ngày xưa mình mua nguyên combo của nó thì tầm khoảng 18 triệu với giá chiếc này. Còn chiếc Osmo này thì tầm khoảng 8 triệu, triệu tư nhá, là chúng ta có thể mua được. Mình sẽ dùng băng keo, một loại băng keo giấy, dán lại tí gỡ cho dễ. Như thương binh. Như thương binh. Xem nào. Đây, nó sẽ bị rơi, là rơi cả hai con luôn. Mà quả này rơi thì nó cũng khá là nguy hiểm, bởi vì con Pocket này nó không được như GoPro là cái khả năng bảo vệ của nó. Nhưng mà phải thử thôi, cái gì cũng phải thử thôi. Rồi, mình sẽ dán như thế này, một cái này. Cái thứ. Nhưng mà như thế này thì làm sao mình bật nguồn được? Thế thì phải thò tay vào để bật nguồn thôi. Ok, phải tháo ra xong sau đó mình sẽ bật nguồn trước mới có thể ấy được. Lỡ nó rớt, nó chém vào cánh thì vứt luôn cả hai con này. Nó rơi một phát cái tõm cái là cũng vứt luôn cả hai con này. Rất là nguy hiểm. Nhưng mà phải thử, cái gì cũng phải thí nghiệm. Đây. Ok, khởi động nó lên. Nhà ngoan nha, vào đây. Chúng ta sẽ phải hơi nguy hiểm một tí. Bấm rec luôn, bởi vì không có cách nào cả, mình phải rec luôn. Rec sẵn luôn. Cuộc chơi khá là tốn kém. Nếu mà nó rớt một phát là chúng ta bay tổng cộng tầm này thì nó rơi vào khoảng 8 với bên này khoảng 18 nữa. Bây giờ giá thị trường là tầm khoảng mười mấy triệu, cho đi khoảng bay đi khoảng 20 mấy triệu. Đấy, đại loại thế. Vứt luôn.
rất là vứt, flycam rất là vứt, nhưng mà con Osmo này thì không biết thế nào. Mình đã rác rồi, để xem nó rác chưa. Đang rác. Rồi, hy vọng là sẽ được. Có thể GoPro là không được, nhưng mà mình nghĩ là con này sẽ được. Quấn lại cho kỹ, quấn như quấn chả luôn. Rồi nha, thế này là mình nghĩ là nó cũng khá là chắc chắn để bám vào đây rồi. Hơi lệch lệch một tí nhưng mà không sao. Bẻ lên này. À được. Tức là cái Osmo này mình có thể bẻ phía trước này được, không sao. Hên xui thôi. Đấy, mình nghĩ là sẽ ổn. Rồi, điều khiển đây. Quả thí nghiệm này nó hơi căng. Mình sẽ bật phần mềm DJI ổ Go 4 lên. Không biết là nó có trụ được hay không. Và tiếp theo thì không có gì thay đổi, mình sẽ phải enter device. Mình sẽ phải đề máy lên. Đây nha, đang cột nó vào nha. Cái này thì hên xui thôi, mình cũng không rõ là nó có cổ được hay không. Bẻ qua bên này tí cho nó đừng có lệch. Không. Nó hơi nghiêng. Không sao, chơi mà. Chơi và chấp nhận thôi. Rồi. Theo cái phán đoán của mình thì mình nghĩ là nó sẽ cẩu được. Còn không biết nó cẩu được bao lâu. Sợ bịt luôn cái cảm biến phía dưới nên là nó không thể nhận được cái mặt đất. À được. Đấy. Vị trí đứng. Ok. Nó đang bắt mình tắt cái Bluetooth. Mình sẽ phải tắt cái Bluetooth đi. Bởi vì sóng nó sẽ bị nhiễu. Đối với những cái thiết bị như thế này thì các bạn có thể hack cái firmware để có thể là cho cái tần số sóng nó khác thì mình có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Cái này thì mình không thể hướng dẫn ấy được bởi vì các bạn có thể tự làm được. Bây giờ mình sẽ hy vọng sẽ được. Rồi, mình sẽ cho nó cất cánh nào. 1, 2, 3. Xong. Thank God for my reefer, man. This shit good. Trời ơi, cái Osmo của tôi một phát ăn one hit luôn. Đấy, one hit luôn. Osmo của tôi này, vẹo luôn rồi. Thôi xong, Osmo của tôi một hit văng luôn. Ok, thử thêm phát nữa. Hơi đen. Nhưng mà mình sẽ xem nó như thế nào. Osmo của Chết rồi. Nó kêu, nó báo rồi. Có nghĩa là bị thương rồi. Một hit. Từ nha. Quả này hơi gắt. Gãy luôn. Tốt. Damn! Lên rồi. Ok, Osmo không sao nha các bạn. Mình sẽ thử lại thêm lần nữa. Bay luôn cái nắp này rồi. Còn gì nữa đâu. Đây, nó sẽ nằm như thế này.
Lần thứ hai may nó không ra ngoài sông này. Ra ngoài sông là xong luôn. Rồi. Mình sẽ thử thêm một lần nữa. Và có cảm giác là có vấn đề gì đấy. Rác tiếp lần thứ hai. Nó vẫn đang còn rác được nha. Những cái thí nghiệm này thì nó hơi nguy hiểm và mình khuyến cáo các bạn không nên thử tại nhà nhá. Ai có điều kiện thì có thể đem ra ngoài vườn thử được. Mình xem nào. Cuộc chơi thì phải hy sinh thôi, không có cách nào cả. Muốn thử thì phải ấy thôi. Cái gì nó cũng phải thử. Lần thứ hai có thành công hay không? Okay. Nó one hit nó bám vào gốc cây luôn. Bay luôn con flycam. Rồi nha. Ăn một hit. Rồi này. Ok, lần thứ hai. Xem hai con này là nó có sống được không? Khá hiểm. Rất là sợ lần thứ hai, không biết nó có văng xuống dưới hồ hay không. Cũng khá ăn chịu con nó Osmo này, cũng khá chịu chơi đấy. Một phát đâm luôn vào gốc cây luôn. Mình cứ nghĩ là nó sẽ ở đây. Hình như bắt không được tín hiệu GPS à. Nó ở cái trạng thái đứng thôi, nó bị nghiêng. Vấn đề nó sẽ phải bắt được cái tín hiệu GPS thì chúng ta mới có thể ấy được. Đây các bạn có thể thấy là tín hiệu GPS này chưa có, đang còn đây, ready to go nhưng mà ở chế độ no GPS này. Thấy chưa? Đấy, 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 nhưng mà hên xui thôi. Chúng ta sẽ phải bây giờ lần thứ hai chúng ta không nên cho cất cánh tự động. Rồi hên xui thôi nha. Nó hơi chú rồi. Nguy hiểm lắm các bạn, cái này thì chúng ta không nên thử. Ui. Không được, không thành công. Addy mode. Không thành công các bạn. Hơi bỏ tay, bởi vì mình không hiểu thế nào nữa. Có thể là do mình đã bịt cái cảm biến đứng rồi. Cảm biến ở phía dưới con Osmo, con DJI Spark này nó có một cái cảm biến. Không thành công. Mình nghĩ là cái này là một số người khác thì có thể là sử dụng bằng cách là gắn cái này lên trên chiếc flycam, nhưng mà cái cánh là đừng có bị vướng thì được, chứ còn mà ở phía dưới nó che luôn cái cảm biến này này thì không được, hầu như là không được. Vâng, đó là tất cả những thử thách mình test thử như vậy cho biết thôi, còn các bạn không nên làm theo, nó rất là phí đúng không ạ? Đây mình thử cho các bạn biết thôi. Ơi, cảm ơn tất cả các bạn, đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Tuấn Trung Tá để đón xem những clip mới nha. Bye bye và hẹn gặp lại.